Ok Taejeon, từ idol 2PM đến quý ông lịch lãm nhất nhì K-pop, thoải mái hẹn hò không sợ ai. Hành trình sự nghiệp và những bộ phim của Ok Taejeon. Năm 2008, Taejeon tham gia chương trình Hot Blood Man của Mnet. Sau quá trình đào tạo khắc nghiệt của 13 thực tập sinh, họ đã trở thành thành viên của nhóm nhạc nam One Day. One Day phát triển thành hai nhóm nhạc nam 2AM và 2PM. Nhóm sau này mà Ok Taejeon trở thành thành viên. Sau thời gian xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong thị trường âm nhạc, Ok Taejeon đã sớm đá chéo sang lĩnh vực phim ảnh. Năm 2010, Taejeon xuất hiện lần đầu trong bộ phim truyền hình Cinderella Sister, chị gái của Lọ Lem. Sau đó, Ok Taejeon tiếp tục góp mặt vào bộ phim học đường Dream High, Bay Cao Những Giấc Mơ cùng với Kim Seo-hyun, Suzy, IU, Woo-yeon. Vào tháng 9 năm 2011, Fuji TV thông báo rằng Ok Taejeon đã trở thành một trong những vai chính của bộ phim truyền hình Boku to Star No 99 Nichi. Thời gian sau, anh tiếp tục tham gia vào Who Are You, Em Là Ai, Wonderful Days, Hạnh Phúc Có Thật và I Step Like Quốc Hội. Năm 2016, Ok Taejeon và Kim Seo-hyun xác nhận thủ vai chính trong phim hài kinh dị, đóng vai Hayward, Let's Fly, Chiến Nào Ma Kia. Năm 2017, anh đóng vai chính trong How of the Disappeared, Ám Hồn và Save Me, Lời Cầu Cứu. Ok Taejeon liên tiếp được tin tưởng giao cho vai chính trong Hayward, Let's Fly, How of the Disappeared và Save Me. Đặc biệt, trong năm 2017, Taejeon cũng đã ra mắt với vai trò solo cùng album tiếng Nhật mang tên Special Winter History. Anh ấy cũng đã tổ chức thành công buổi hòa nhạc solo đầu tiên của mình, Taejeon From 2PM. Premium Concert tại Tokyo Dome City Hall, Nhật Bản vào 2 ngày, ngày 2 và 3 tháng 1. Vào tháng 5 năm 2019, Ok Taejeon đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và chính thức trở lại làng giải trí. Nam diễn viên tái xuất màn ảnh nhỏ với vai chính trong bộ phim truyền hình bí ẩn The Game, Tour Zero, Tiên Tri Thần Thám. Cột mốc năm 2021 có bước đột phá trong diễn xuất và màn tái hợp của cả nhóm 2PM. Sau nhiều năm đóng phim và thường xuyên gắn với hình tượng hiền lành chính diện, đến năm 2021, Ok Taejeon được nhận xét là đã đột phá trong hình tượng nhân vật so với trước đó. Đầu tiên, Taejeon đã xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong bộ phim Vincenzo, hợp tác cùng Song Joong Ki và Seon Jae-bin. Lần đầu tiên, anh chàng đảm nhận vai phản diện, diễn xuất của Ok Taejeon cũng nhận được lời khen ngợi, cho thấy sự tiến bộ và linh hoạt trong biểu cảm. Trong cùng năm 2021, Ok Taejeon đảm nhận vai chính trong series Rojo, Inspector Android, Ngự Sử Tài Ba và Quý Cô Thông Thái, phim chính thức lên sóng vào tháng 11. Đây là bộ phim cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Ok Taejeon. Một sự kiện quan trọng trong năm 2021 của Ok Taejeon đó chính là màn tái hợp của cả nhóm 2PM. Mặc dù trước đó Taejeon đã rời JYP Entertainment, nhưng anh vẫn là một phần của nhóm. Và sau khi tất cả các thành viên đều hoàn thành nghĩa vụ quân sự, họ cũng trở lại đường đua âm nhạc. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2021, 2PM với album phòng thu thứ 7 Mosh. Đến ngày 29 tháng 9 năm 2021, 2PM tiếp tục phát hành đĩa đơn tiếng Nhật With Me Again. Họ cũng là một trong những nhóm nhạc hiếm hoi của Gen 2 vẫn duy trì hoạt động với đầy đủ tất cả các thành viên sau hơn 10 năm hoạt động. Những tin đồn về tình trường của Ok Taejeon. Ok Taejeon và Park Shin-hee đã từng xuất hiện cùng nhau trong chương trình 3 bữa một ngày. Cả hai đã cho thấy những màn tương tác đáng yêu và Taejeon cũng đã bày tỏ sự yêu thích đặc biệt của mình dành cho Park Shin-hee. Cụ thể, khi tham gia vào một chương trình radio, Taejeon được hỏi tại sao cảm thấy ngại ngùng khi ở cạnh Park Shin-hee, có phải anh thích cô ấy không? Câu trả lời của nam diễn viên đó là khen ngợi Park Shin-hee thật sự rất xinh đẹp và tất cả đều sẽ thích cô ấy như anh mà thôi. Ok Taejeon còn đặc biệt gửi tin nhắn đến crush của mình. Anh luôn theo dõi bộ phim của em, lần sau chúng ta hãy gặp nhau nhé, em thật sự rất xinh đẹp. Bên cạnh crush Park Shin-hee, couple Yoon Tae từng khiến cư dân mạng sục sôi một thời vì quá đẹp đôi. Trước đó, Taejeon từng tiết lộ rằng Yoona chính là thành viên mà mình thích nhất trong SNSD. Anh lý giải là vì cô nàng rất xinh đẹp. Ok Taejeon và Yoona cũng từng vướng tin đồn hẹn hò khi hai thần tượng bị phát hiện đeo nhẫn với thiết kế giống nhau. Tuy nhiên sau đó, Taejeon và Yoona đều đã phủ nhận và cho biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Taejeon cũng từng vướng tin đồn yêu đương với cựu thành viên SNSD Jessica. Cụ thể, vào tháng 8 năm 2011, hung thần Dispatch tung loạt ảnh hẹn hò của Ok Taejeon và Jessica khi cả hai bước ra từ một tiệm cà phê và cùng nhau dạo phố. Trước đó, cặp đôi Taejeon và Jessica còn bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Nhật Bản. Sau khi tin đồn được lan truyền chóng mặt, cả Jessica và Taejeon đều lên tiếng phủ nhận. Hai ngôi sao khẳng định họ chỉ là bạn bè và gặp gỡ nhau. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chắc chắn rằng Ok Taejeon và Jessica không đơn thuần chỉ là tình bạn. Ok Taejeon và bạn gái hiện tại thoải mái hẹn hò bất chấp cánh sang ảnh. Vào tháng 6 năm 2020, Ok Taejeon đã lên tiếng xác nhận sau khi bị báo chí đăng ảnh hẹn hò trên phố cùng cô gái lạ mặt. Được biết, bạn gái của Taejeon là người ngoài ngành giải trí, cô là nhân viên văn phòng và kém anh 3 tuổi. Cả hai đã bắt đầu mối quan hệ được 3 năm tính đến thời điểm công khai. Đối với bạn gái hiện tại, Taejeon không ngại xuất hiện công khai cùng cô trên phố bất chấp cánh sang ảnh.
Không phải là cái tên xa lạ trong làng giải trí, Ok Tae-yeon từ nam thần tượng đình đám đến nam diễn viên quen mặt trên màn ảnh nhỏ. Sau nhiều năm hoạt động, Tae-yeon không chỉ được yêu mến bởi tài năng, nhân cách mà là sự chăm chỉ trong nghề đã giúp anh ghi điểm trọn vẹn trong mắt mọi người. Đến thời điểm hiện tại, Ok Tae-yeon vẫn được ca ngợi là một trong những thần tượng tài sắc vẹn toàn nhất. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và thái độ làm việc nghiêm túc, ham học hỏi, nam diễn viên hứa hẹn sẽ tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng loạt dự án đặc sắc đầy hứa hẹn trong tương lai.